Dâu dâu dâu, bà con sâu, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng cái tựa game Meta Sloom của VNG. Và anh em nhìn thấy skin của ai đây không? Anh em chắc cũng có thể đoán được rồi đúng không nha? Đây là skin của Lina, đây là skin mới nhất của server Trung Quốc anh em nhá. Anh em có thể nhìn thấy tên của nó chính xác là gì, anh em có biết không? Anh em có biết tên chính xác của skin này tên là gì không anh nhá? Đây là skin siêu phẩm đấy anh em nhá. Nó giống như cái skin thần long tỷ tỷ của Violet ở bên server Việt Nam ta vậy. Thì đây là skin nó có tên là Lina giữa các vì sao. Lina giữa các vì sao anh em ạ. Nhưng mình nghĩ chắc về Việt Nam sẽ phải gọi tên lại khác thôi. Đây là mình chỉ Google Translate thôi anh em nhá. Google dịch ra nó sẽ là Lina giữa các vì sao, nhưng mà mình nghĩ là nó không chuẩn đâu. Có thể gọi là Lina chiến binh thiên hà chẳng hạn, đúng không? La 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 Lila chiến binh thiên hà chẳng hạn, đúng không? Hay Lila giữa các vì sao. Google dịch là giữa các vì sao thì chúng ta gọi có thể gọi nó là cái gì được anh em. Nhưng mà đây là skin rất đẹp đây anh em nhá. Đây anh em thể nhìn thấy. Anh em thể nhìn thấy. Đây. Mình thể gọi là Lila chiến binh thiên hà được. Giữa các vì sao được. Đó. Đó là toàn bộ hoàn thành của Lila nha anh em nhá. Tại sao thì gọi mình cứ đọc từ Lina này mình cứ thấy nó thế nào. Nếu mình đâu kia chữ L dài chữ N ngắn ấy, thì có lẽ đọc nó sẽ chuẩn hơn. Lina nó sẽ chuẩn hơn anh em nhá. Đúng không? Lina chiến binh thiên hà. Đó. Anh em thể nhìn thấy rất múp, rất dục luôn anh em. Đẹp hơn so với Lina người chơi mạnh nhất anh em nhá. Đây là Lina người chơi mạnh nhất này. Đúng không? Đây là người chơi mạnh nhất, đây là skin mà ở Việt Nam người ta có. Skin này đẹp luôn nha. Về cơ bản hai skin của Lina đều đẹp anh em nhá. Có mỗi chú hề ngư lôi này xấu rồi, chứ còn skin này thì nó quá đẹp. Đây, full HD anh em để xem trailer của nó, Lina giữa các vì sao. Mình có thể gọi Lina chiến binh thiên hà, nó chuẩn hơn đúng không? Mình đang ngoài vũ trụ mà, đúng không? Đang ngoài vũ trụ, đang ngoài thiên hà này thì xứng đáng là gọi Lina chiến binh thiên hà. Quá đẹp, thật sự các bạn, nó đẹp thật sự luôn anh em nhá. Nó đẹp thật sự luôn cái bộ skin này, đúng là skin siêu phẩm của khác anh em nhá. Và skin này để sở hữu được thì anh em chỉ có thể bằng cách quay mà thôi. Anh em nhìn thấy quay bằng Ruby anh em nhá. Quay bằng Ruby. Quay Ruby. Ở đây phần thưởng anh em nhìn thấy nhận được mảnh cái mốc đầu tiên anh em sẽ nhận được 2 mảnh Lina. Mốc tiếp theo 5 mảnh Lina và mốc cuối cùng là anh em sẽ nhận được cái trang phục của nó anh em nhá. Đó, Lina chiến binh thiên hà giữa các vì sao. Rồi, cầu nguyện luôn. Nhận được ngay 2 mảnh nha. Phát đầu bạo kích kiểu gì nhặt được 2 mảnh Lina cho bà con. Xỉ tí đâu được. Đúng không? Ủa, không ra. Vâng ạ, 5 mảnh Tamao và 5 mảnh Kanguru nha anh em nhá. Đó, còn muốn quay tiếp theo thì bộ skin này thì giống như tất cả skin khác đây anh em. Nó đều có cái giá là 300.000 anh em nhá. Quy ra Việt Nam đồng chúng ta là 300.000, nó tiêu tốn anh em tầm khoảng 1 cao Ruby ấy. Còn khi nào nó về Việt Nam thì chúng ta không biết được. Vì hiện tại thì mình thấy có thông tin nhá hàng cuối tháng này. Cuối tháng 11 này mới ra skin của Cookie thôi. Đúng không? Mới ra skin của Cookie thôi, còn skin của Lina chưa biết được nha anh em nhá. Đó, còn đây là video cho anh em xem này. Đây sẽ là video chi tiết cho anh em xem nhé. Nó hơi lag một tí. Đây, đây anh em nhìn thấy. Anh em nhìn thấy đây là chi tiết in game dành cho Lina giữa các vì sao nhé. Chiến binh thiên hà của chúng ta. Đó, cái con mực kìa. Cái kia là con mực nha anh em nhé. Nó cũng đổi luôn. Đó, ném ra. Anh em ném giống cái giống người ngoài hành tinh không? Giống cái gì ở đúng không? Giống cái đầu con robot anh em. Anh em nhìn không? Hai mắt kìa. Anh em nhìn không? Hai cái mắt đây. Đây là cái đầu con robot. Nhìn rất giống nha anh em nha. Đây là toàn bộ kỹ năng của Lina khi anh em nhìn thấy. Đó, một đống robot nó bay ngồi lâu nhầu ngoài này. Do mạng nó hơi lag anh em nha. Khi mà nó lao vào thì nó sẽ ra một cái hoạt ảnh khác nữa. Đó, anh em thể nhìn thấy toàn bộ. Toàn bộ về kỹ năng này, hình ảnh này. Về mặt hình ảnh này, thì về mặt hoạt ảnh này đúng không? Hình ảnh là cái tĩnh. Đúng rồi, là cái tĩnh. Còn hoạt ảnh là cái động nha anh em nhá. Đây đang là cái hoạt động hoạt ảnh cho anh em xem. Hoạt ảnh chi tiết về kỹ năng của Lina. Ông tội nó lag quá, đúng không? Nó lag quá nên anh em xem nó không rõ. Đó, khi các bạn dùng kim và như thế nọ thì cha kia thì nó sẽ như thế nha anh em nhá. Dùng kim này. Đó, ném quả bóng vào. Đó, sáu tỏa ra. Hơi lag một tí anh em xem không được. Đó, nói chung là anh em có thể nhìn thấy cơ bản classic về skin mới của Lina là như vậy đúng không? Skin siêu phẩm Lina giữa các vì sao chiến binh thiên hà thôi. Mình không gọi theo dịch của Google nên mình gọi là Lina chiến binh thiên hà. Có lẽ là hợp hơn đúng không anh em? Đó, toàn bộ anh em để xem nhé anh em nhé.
toàn bộ này, về bộ kỹ năng của Lina nó là như vậy anh em nhé. Nó rất đẹp đúng không? Múp rụt rụt và rất đẹp nha anh em nhé. Bộ skin rất đẹp cho Lina. Thật sự đây là một bộ skin đẹp nha anh em nhé. Được, rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn nha anh em nhé. So với cơ bản nó đẹp hơn rất nhiều. Nó còn đang quay nữa cơ. Nó play lại, đang quay lại cơ. Cảnh đây là con khô mực cả. Còn mình hay gọi con cá lóc. Siêu phẩm, rất đẹp nha anh em. Siêu phẩm của Lina. Rất đẹp, rất múp luôn dù. Đó, anh em phải nhìn chi tiết. Anh em phải nhìn chi tiết nha anh em nhé. Đúng không? Nhìn rất múp, rất rụt và rất đẹp anh em. Đây, con cá nóc này, con cá nóc ở đằng sau này anh em, đúng không? Đây là con mực ấy. Ở tới Việt Nam dịch là con mực cái con cá nóc rất đẹp anh em nhé. Nói chung là Lina này kinh nào cũng đẹp anh em. Kể cái kinh này đẹp, hai kinh này đẹp, có một cái chữ hồ chú hề ngư lôi này nhìn nó hơi xấu ấy, nhưng còn kinh này thật sự các bạn đẹp nhỉ. Bọn China nó trau chuốt kỹ năng rồi, nó trau chuốt anh em nhìn thấy không? Trau chuốt từng hình ảnh nhân vật nó rất đẹp nha anh em. Thật sự rất đẹp luôn anh em. Thật sự rất đẹp luôn. À, hình ảnh đây của nó đây. Úi giời ơi. Đây là hình ảnh nha anh em nhá. Đây hình ảnh. Đó, đây là hành động này. Còn đây là như đứng nghiêng này, anh em này nhìn thấy đúng không? Rất đẹp. Cực kỳ đẹp đến từ Lina. Và bao giờ về thì chúng ta sẽ có cơ hội sở hữu em nó thôi, đúng không anh em? Đó, còn bao giờ về thì chúng ta sẽ có cơ hội sở hữu em nó nhá. Còn bây giờ thì quay trở lại với các DM Gaming này của mình đây. Ngày hôm nay mình vẫn chưa làm hết nhiệm vụ đâu nha. Nào, đi I-17 mình vẫn chưa vào đâu anh em này. I-17 yêu cầu 8.300 điểm. Hiện tại mình đang có 8.050 điểm. Nói chung là hôm nay hoặc ngày mai là mình sẽ đi được thôi anh em. Hôm nay hoặc ngày mai là mình sẽ vào được, đi được đấy thôi anh em này. Mẹ ông này tận 8.001, à ừ cũng chưa vào được anh em ạ. Đúng không? 8.001 thì cũng đâu vào được đâu. 8.001 thì cũng đâu vào đâu anh em. Nào, vào đi hai trận đấy anh em nhé. Vào đi hai trận nào. Ông kia 8.001 Sky Reaper 2 thức tỉnh ngon đấy nhỉ. Lina chiến binh trên hà rất đẹp nha anh em nhé. Cơ hội để cho anh em này. Hôm nay sang một cái ai khác anh em. Hôm nay sang một cái ai khác này. Đứng trên cao cho nó an toàn nha anh em nhé. Đứng trên cao cho nó an toàn. Trên cao lộng gió. Mẹ làm nào nhảy sang đường bên kia nhỉ? Anh em ơi. Tôi hỏi tôi làm nào tôi nhảy được lên kia, mấy ông kia ông nhảy được vậy? Bầu trời đêm ao ao lá đồ. Bài gì nhỉ? Bài lá đỏ hay sao nhỉ? Tự nhiên em nhớ cái bài đấy hát trên cao lộng gió bao giờ không nhỉ? Bầu trời đêm ao ao lá đồ. Con chim sắt này có cái vẹo gì không nhỉ? Lâu lắm rồi mình gặp lại con chim sắt này nha anh em nhé. Đúng không? Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại con chim sắt này. Nó bay như chim luôn. Mà chính xác nó là chim mà. Đúng không anh em? À nó có khe lửa anh em. Nó tên là Benu. Benu. Nó tên là Benu anh em. Nó tên là Benu. Nó có khe lửa nha anh em nhé. Mẹ ông Phan Anh kia ông không bán à? Nó tên là Benu anh em. Nó tên là Benu anh em nhé. Con này như có khe lửa hay sao nhỉ?
cứu đồ à. Nó có khe lửa anh em, nó có khe lửa, nó đã không kịp khè rồi anh em, nó đã không kịp khè mà nó đã phải nằm xuống rồi, rất nhanh rồi. Chúng ta dừng lại ở 1 phút 59 giây, ấy à, cũng kinh đấy nhờ, ghê đấy, đi 1 phút 59 ghê, cũng giây là cũng kinh đấy anh em. Thế là ông Phan Anh kia, ông còn lại dính delay 1 2 phút, à dính delay tầm khoảng mất mấy giây, ông đứng ở chỗ đứng nhìn đấy anh em nhỉ. Cái bạn nào, nói chung bây giờ ông nào cũng full bạn bè hết rồi. Nào, chuẩn bị làm ải nữa nào. Làm 2 game rồi anh em ơi. Lâu lắm mình mới đi buổi tối nhá, bình thường anh em để ý mình hay đi vào buổi sáng hơn. Không ai AFK gì à? Xuất phát, xuất phát. Hôm nay cũng chắc là hôm nay đi nốt phát này là lên lại 17 giống như mình ấy. À, đã giải tán đội buồn. Xuất phát nhanh để anh em đi ấy, chứ gì đã giải tán đội. Thầy bọ. Ok đây anh em ơi. Hai đỏ. Cần 2 đỏ rồi, thôi lên máu đi, ép đi, 1 đỏ thôi. Thích 2 đỏ. Ok, nếu bạn thích 2 đỏ, tôi đánh 2 đỏ cho bạn vui, đúng không nha? Thầy bọ, bạn thích 2 đỏ thì chiều bạn thôi. Có gì đâu, mình người dễ tính à, đúng không anh em? 2 đỏ 1 khiên nghe chừng khó anh em ạ. Lại không có hồi máu nữa như vậy, bạn sai hát thật sự anh em ạ. Lùi đánh rất sai hát nhé. Tôi vẫn không biết làm nào nhảy qua được đấy rồi nha anh em đấy. À đấy. Lại nhảy phát lên thẳng lên này luôn à. Đến bây giờ mình vẫn không hiểu tại sao mình nhảy qua được đấy rồi anh em. À bạn ấy nâng mắc khiên thì nó có hồi máu nha anh em nhé. Bạn ấy nâng mắc khiên thì nó có hồi máu nha. Bạn nâng mắc khiên thì nó có hồi máu nha anh em nhé. Bạn ấy nâng mắc khiên, bạn ấy nâng theo đường khiên nên là cái khiên bạn ấy để khiên 2 nên là nó có cả hồi máu đi ké, nên là không cần hồi máu nha anh em nhé. Benu ghê đấy, ghê đấy, ghê đấy anh em ạ. Thầy bỏ ghê đấy, ấy là còn nhanh hơn cả trước rồi anh em ạ, đúng không? 1 phút 59 giây, à 58 giây, ai trước 1 phút 58, ai trước 1 phút 59, ai này 1 phút 58 anh em nhá. Ok đây, xong rồi đấy, ok nhá, like cho thầy bỏ phát đây. Thế chứ có tôi đi cùng
Tôi đi cùng hay phết anh ạ, đúng không? Cú kích nó bút nhiều lắm anh ạ, đúng không? Cú kích nó bút nhiều lắm. Ok thầy bỏ á, hẹn gặp lại thầy bỏ vào lúc khác đây. Tôi ra nâng điểm đã. Tôi ra nâng điểm nhận thành tựu á, có những cái thành tựu thì húp đi anh em ơi. Kiếm điểm nè. Rồi, 37 điểm. 37 điểm chắc nâng được nhiều á. Mẹ cứ bị dừng ở đây anh em ạ. 3 sao. 81 90 rồi. Tám hai ba năm rồi. Thiếu một tí nữa thôi anh em. Tám hai ba năm thì ải này là 83. Ngày mai đi được à? Nói chung ngày mai mình mới vào được anh em. Còn cái cách nào để nâng nữa anh em? Chắc không rồi nha. Chắc không đâu. Trong hoạt động tích lũy chiến dịch tổ đội vực sâu 5 lần à, tham gia hoạt động à, nhận được cái lõi à, 83 trở lên thì không có cái lõi gì đâu anh em, cũng không có cái lõi gì ở đâu hết rồi đấy nhờ. Loanh quanh là thế thôi anh em. Clip này giới thiệu cho anh em và skin Lina gì là chiến binh thiên hà đúng không, mình gọi nó là chiến binh thiên hà, còn về VNG gọi nó là gì thì mình không biết anh em nhé, sau này thì đợi đợi gọi thôi nha. Đợi sau này có thì anh em mới biết thôi. Không có vũ khí, 101 cuốc rồi. 104 cuốc rồi anh em. Rồi cứ túc tắc thôi. Mua một tặng một thì cứ túc tắc thôi anh em, vội đâu đúng không? Mua một tặng một thì cứ túc tắc thôi. Ok đấy nhở. Thế thôi, clip này nhẹ nhàng thế thôi anh em, chả có gì đâu. Giới thiệu cho anh em qua qua về về skin của Lina mới thôi, siêu phẩm của Lina thôi. Với cả hoàn thành nốt cái nhiệm vụ. Hoàn thành nốt cái nhiệm vụ của mình làm nữa. Đó. Làm một trận tinh anh nữa đây đúng không, xong nghỉ anh em nhá, đẹp luôn. Làm một trận tinh anh nữa là nghỉ là đẹp luôn. À, đối thủ nào xin chết báo danh tính. Nào, đối thủ nào xin chết báo danh tính luôn. Mon à, top mon đến từ đâu vậy? Lag anh em, má lag kìa. Nó bị lag anh em ạ. Mẹ ảo ma thật. Rất ảo ma Canada nhé. Có một sự ảo ma gì đó ở đây. Không tin được anh em ạ. Một sự ảo ma gì đó. Vâng ạ, đối thủ nào xin chết vào cái mình sẽ làm hai mạng của mình luôn. Kìa. Kìa. Thế bao giờ không?
không à? Thấy chưa anh em? Đánh ấy nó phải gay cấn kịch tính như thế chứ, thắng nó phải hấp dẫn và kịch tính như thế chứ anh em. Thắng nhưng mà em kia thì nó lại nhàn nhã quá. Ok thì clip này mình xin phép tạm dừng lại thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em cho những clip tiếp theo nhá. See you again và bye bye. Đấy, nó phải kịch tính hấp dẫn như vậy thì mới gọi là đấu tinh anh đỉnh cao được. Thế nhá, bye bye.